Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với KTV Channel. Thưa quý vị, Bit Blockchain là một yếu tố rất quan trọng nhằm thúc đẩy dòng tiền giữa các chain di chuyển liền mạch và tham gia hoạt động giao thương trên từng chuỗi khối. OnBit chính là cây cầu nối được xây dựng để tạo nên sự liên thông liền mạch giữa các blockchain với nhau. OnBit giải quyết các yếu điểm của các sàn CeFi như phí thấp, không phải chờ đợi lâu, không phải đăng ký KYC mà quý vị vẫn có thể dịch chuyển các token một cách liền mạch đúng với bản chất phi tập trung của blockchain. Vâng, ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị toàn bộ thông tin về nền tảng OnBit và token ABR. Và phần cuối cùng của video, tôi sẽ sử dụng OnBit tại địa chỉ onbit.io để tôi bit USDC từ mạng lưới Polygon sang mạng lưới Solana. Chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất, đó là một số đặc điểm của OnBit và toàn bộ thông tin về token ABR. Với một giao diện thân thiện, phí giao dịch rẻ và tốc độ nhanh, cùng với đó, OnBit hiện tại cho thấy khá nhiều điểm nổi bật trong cơ chế hoạt động và tối ưu lợi nhuận khi quý vị sử dụng sản phẩm của OnBit. Đặc điểm nổi bật thứ nhất, giao dịch tất cả các token. OnBit cho phép quý vị thêm các token theo nhu cầu dựa trên thiết kế đặc biệt của giao diện. Bên cạnh đó, quý vị còn có thể tham gia stake thêm token, giao dịch token đến các blockchain khác. Đặc điểm nổi bật thứ hai là cơ chế đồng thuận. Cầu nối của OnBit được xây dựng trên một blockchain. Tốc độ giao dịch nhanh cùng với mức giao dịch rẻ. Nhằm thực hiện việc đồng thuận ORAC này, on-chain đảm bảo nhanh chóng và bảo mật cho quý vị khi sử dụng sản phẩm của OnBit. Đặc điểm nổi bật thứ ba đó là tính minh bạch. Cơ chế đồng thuận on-chain sẽ cung cấp cho hệ thống một sự minh bạch. Đặc điểm nổi bật thứ tư đó là cấu trúc module. Hầu như không phải cấu trúc các blockchain đều giống nhau. Nhưng với OnBit, bằng việc hỗ trợ nhiều các blockchain sẽ cho phép các validator, tức người xác nhận, tùy quyền chọn trên nền tảng để hỗ trợ người dùng. Đặc điểm nổi bật thứ 5 là phương pháp chữ ký đơn. Hiện nay, các giao dịch trên blockchain đều cần sự xác nhận từ hầu hết các validator. Tuy nhiên, OnBit đang hướng đến việc một validator xác nhận là giao dịch sẽ được chấp nhận. Đặc điểm nổi bật thứ 6 đó là tính linh hoạt của validator. Khác với những cầu nối khác, phải xác nhận hầu hết tất cả các giao dịch trên hệ thống. Nhưng, đối với OnBit, validator sẽ được chọn các blockchain mà họ muốn tham gia xác nhận giao dịch. Điều này mang đến sự tiện lợi và thỏa mãn được nhu cầu của các validator khi tham gia vào dự án OnBit. Đặc điểm nổi bật thứ 7 đó là kiểm soát hoạt động. OnBit dùng các báo cáo định kỳ để kiểm soát các hoạt động trên nền tảng, theo dõi giao dịch và các blockchain được chọn hỗ trợ từ validator, đồng thời thúc đẩy tính cam kết của validator với blockchain. Tiếp theo, đây là bảng phân bổ token ABR để quý vị tham khảo. Chúng ta cùng xem qua cái lộ trình của OnBit. Đây là cái lộ trình của quý 4 năm 2021. Lộ trình của quý 1 năm 2022. Quý vị có thể vào CoinGecko
Tìm kiếm token ABR. Ở đây quý vị sẽ thấy ABR đang chạy trên rất nhiều các mạng lưới blockchain như ERC20, Solana, Polygon, Avalanche, Sino, Phantom, UOB EcoChain, Aurora và BNB. Ở đây là cái tổng cung của ABR. Tổng cung là 100 triệu. Ở đây quý vị muốn lấy cái địa chỉ smart contract của ABR nó chạy trên cái mạng lưới nào thì quý vị có thể copy lựa chọn ở cái mạng lưới đó. Còn đây là thống kê về ABR. Giá cao nhất mọi thời điểm là 9,66 USDT vào tháng 4 năm 2021. Thì lúc đó BTC chắc cũng khoảng hơn 60.000. Còn đây là danh sách các sàn DEX và các sàn CeFi đã list token ABR như là SpiritSwap, UbeSwap, Chisolaris, Pancake, ChainDAO, Uniswap, Oka, Radium, Jupiter, Hu. Và đây là đối tác của OnBridge, Sol, Near, Day Capital, Seno, Aurora, Haken, Saber, đó, rất nhiều. Và còn một điều nữa quý vị rất quan tâm, đó chính là cái phí để bridge. Đây, phí là 0.3% phí qua cầu, phí 0.3% cộng với lại phí gas đó. Phí gas ở đây thì tùy từng mạng lưới blockchain. Như hiện tại nếu quý vị mà bridge từ ERC thì phí gas rất chi là cao. Thời điểm thấp nhất có thể 10 đô hoặc 20 đô, nhưng thời điểm cao có thể lên đến 100 đô trong mỗi lần bridge. Nhưng các mạng lưới khác như là Sol, Polygon, BSC, Phantom, Aurora hay là Near thì phí gas rất chỉ là thấp, nó chưa đến 0,5 đô đâu. Đó, nên là quý vị cứ yên tâm. Chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Ở đây quý vị có thể truy cập trực tiếp địa chỉ app.onbridge.io để bridge được USDT từ mạng lưới Polygon sang mạng lưới Solana. Thì quý vị cần phải sử dụng hai cái ví. Cái ví thứ nhất là ví MetaMask. Quý vị cần phải thêm cái mạng lưới Polygon vào ví MetaMask. Và quý vị phải có Matic ở ví để làm phí gas. Tiếp theo, quý vị cần sử dụng cái ví thứ hai, đó là cái ví nó chạy trên cái mạng lưới Solana. Thì quý vị có thể sử dụng cái ví Sonet
hoặc là ví Phantom. Ở đây tôi sẽ không đề cập đến việc cài đặt hai cái ví này, bởi vì ở những video trước tôi đã chia sẻ cách cài đặt cũng như chuyển các token vào hai cái ví này rồi. Về cái ví Phantom, quý vị cũng cần phải có cái đồng Son để làm phí mạng. Và quý vị phải chuẩn bị sẵn cái token mà quý vị muốn bridge. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị hết rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cả USDT để bridge từ cái mạng lưới Son sang mạng lưới Polygon. Hoặc ngược lại, quý vị có thể bridge bất cứ từ mạng lưới nào. Quý vị cần kết nối ví MetaMask với lại Onbridge và kết nối ví Phantom với lại Onbridge. Thì đây là cái ví Phantom. Tôi đã có sẵn Son để làm phí mạng. Quý vị hãy chọn cái mạng lưới. Ở đây tôi sẽ chọn mạng lưới Polygon và đích đến là mạng lưới Solana. Token ở đây tôi sẽ chọn là USDT. Tôi sẽ kết nối ví MetaMask. Quý vị hãy vào cái ví Phantom và sao chép cái địa chỉ, rồi paste vào cái ô địa chỉ. Rồi quý vị nhập cái số lượng USDT muốn swap. Phí ở đây 0.25 USDT. Rồi chọn vào Send. Quý vị có thể điều chỉnh cái phí gas bên mạng lưới MetaMask. Rồi xác nhận trên ví MetaMask. Quý vị chọn Connect Wallet và kết nối với lại cái ví Phantom. Chọn vào đi Save. Quý vị cần xác nhận trên ví Phantom và quý vị chờ. Thì quý vị sẽ nhận được thông báo là quý vị nhận được cái token là ADD USDT. Quý vị cần swap to USDT. Rồi quý vị xác nhận trên ví Phantom. Ok, thông báo đã thành công. Quý vị có thể vào cái ví Phantom để kiểm tra USDT đã về ví. Và 100 USDT ở đây tôi nhận được 99,67 USDT. Rồi một tốc độ giao dịch rất chi là nhanh, phí thì rất chi là thấp. Ok, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Hy vọng qua những video như thế này, quý vị sẽ có những sự trải nghiệm tuyệt vời trong không gian DeFi. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.